Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Gần đây, việc Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại năm khu vực từ đầu năm 2025 tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030 đang nhận được nhiều ý kiến của người dân và chuyên gia. Năm 1991, vợ chồng ông Hát 70 tuổi ở quận Hai Bà Trưng có tích góp được vài trăm nghìn đồng để mua lại chiếc xe máy xăng loại cũ để chạy xe ôm chờ đón khách quanh công viên thống nhất. Từ đó, người và xe cùng song ruổi từ từ mưa sáng cho tới tối mịt trên khắp các cung đường của Hà Nội để mưu sinh. Trong những năm gần đây, phần là do sức khỏe đã kém, phần vì sự lên ngôi của các ứng dụng xe ôm công nghệ, đặc biệt là tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm của nội thành Hà Nội, nên ông Hát nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tuy nhiên, do cuộc sống của hai vợ chồng già chủ yếu phụ thuộc vào 200-300.000 đồng tiền công chạy xe ôm mỗi ngày của ông Hát. Ông Hát vừa mừng vừa lo khi nghe tin Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại năm khu vực từ năm 2025, tiến tới dừng hoạt động của xe máy xăng tại các quận từ năm 2030. Ông Hát mừng vì nếu hạn chế ô tô, xe máy xăng thì đường phố sẽ thoáng đẳng, sạch sẽ và ít ùn tắc trong giờ cao điểm hơn. Tuy nhiên ông lo vì nếu hạn chế khu vực chạy xe máy xăng thì công việc xe ôm không còn đủ nuôi sống hai ông bà già. Trùng nỗi lo với ông Hát, anh Nguyễn Ngọc Dây 45 tuổi Hưng Yên cho biết gia đình bốn miệng ăn của anh chủ yếu trông chờ vào số tiền công 9-10 triệu đồng trên một tháng từ việc đi giao hàng trong nội thành bằng xe máy. Nếu xe máy xăng bị hạn chế trong một số khu vực của nội thành Hà Nội thì cuộc sống của gia đình anh có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Anh dây chia sẻ, mọi người đều vô cùng hoan nghênh phương án của thành phố vì nó thiết thực và cần thiết cho giao thông thông minh. Tuy nhiên, nếu cấm hay hạn chế xe máy xăng, thì cần phải có phương án điều chỉnh phù hợp để những người lao động phụ thuộc vào phương tiện này như anh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong khi đó, PN 26 tuổi quê Hải Dương cho rằng việc cấm ô tô, xe máy xăng ở một số khu vực của Hà Nội là việc làm cần thiết để giảm thiểu tắc đường và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc làm này cần phải thực hiện theo giai đoạn để người dân điều chỉnh theo thời gian cho phù hợp. Liên quan đến vấn đề hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024. Theo dự thảo, vùng phát thải thấp L.E.Z. là khu vực giới hạn trong thành phố, nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao. Các phương tiện giao thông hoạt động ở khu vực này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc phải trả phí. Thành phố Hà Nội đưa ra 5 vùng hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Thứ nhất là khu vực tập trung các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, mật độ dân cư cao. Có các khu vực, địa xanh cần được bảo tồn và có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa xã hội. Thứ hai, khu vực đang bị ô nhiễm không khí do nguồn phát thải từ giao thông. Thứ ba, khu vực có hạ tầng đáp ứng độ yêu cầu của phương tiện giao thông công cộng. Phát thải thấp, có khả năng tổ chức sắp xếp giao thông một cách phù hợp, thuận tiện và khoa học. Thứ tư, khu vực đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về phát thải của phương tiện. Thứ năm, khu vực mà chính quyền và người dân đồng thuận xây dựng vùng phát thải thấp. Những khu vực được xác định là vùng phát thải thấp sẽ phải áp dụng các biện pháp về giao thông và kinh tế để giảm ô nhiễm không khí. Theo đó, Hà Nội sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới dừng hoạt động xe máy ở các quận vào năm 2030 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố từ năm 2017. Đồng thời, ra soát, xác định các khu vực đủ điều kiện phát triển không gian đi bộ gắn với các khu vực dành làm thắng cảnh, khu vực bảo tồn, phát triển du lịch trên địa bàn các quận thành phố xây dựng và phát triển đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng vận tải hành khách bằng xe buýt tạo sự kết nối hợp lý và thuận tiện xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể triển khai thực hiện các chỉ tiêu về phát triển vận tải hành khách công cộng đáp ứng phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân ra soát sắp xếp hợp lý mạng lưới và lựa chọn phương tiện xe buýt phù hợp với các tuyến đường nâng cao chất lượng hiệu quả vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội đồng thời ra soát và bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành cách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân. Thành phố cũng sẽ có chính sách thay thế xe máy cũ không đảm bảo an toàn giao thông và xả khí thải, quy định các khu vực cấm ô tô chạy dầu diesel, khu vực hạn chế xe máy, xe tải, taxi và chính sách khuyến khích thay thế xe buýt chạy dầu diesel bằng xe chạy điện. Dự kiến việc thí điểm mô hình vùng phát thải thấp (LEZ) hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm sẽ được thực hiện từ đầu năm 2025. Theo thống kê của sở giao thông vận tải Hà Nội, dân số thành phố hiện đã vượt qua 8 triệu người, chưa kể khoảng 1,2 triệu người dân lái vãng thường xuyên sinh sống và làm việc, học tập tại đây. Số lượng người phương tiện giao thông đường bộ ở trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó có gần 1,5 triệu ô tô. Tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của thành phố là 4,5% trên một năm, riêng ô tô khoảng 10%. Tuy nhiên, diện tích đất dành cho giao thông hiện chỉ đạt 12,13%, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng trên các tuyến đường.